Chào mừng anh em đến với vườn bách thú của Lincolnbike. Và hôm nay cô giáo dạy thú, tức là dạy chú sư tử này mang tên là Arum sẽ ra mắt chúng ta. Thật là may mắn khi mà tôi nhận free vị tướng này và được đánh giá trước cái vị tướng rất là sexy này cho anh em trước ngày ra mắt, đó chính là thứ 6 anh em ơi. Rất là tuyệt vời. Arum với bộ trang phục thú vệ cổ mộ. Anh em cứ nhìn thú là biết ra sao rồi. Nhưng mà cô nàng này đem lại chúng ta điều gì? Chúng ta phải thử nghiệm và tìm hiểu ngay nhé. Arum là một vị tướng ra sao? Chắc chắn đây là một vị tướng có khả năng khống chế mạnh rồi, tại vì tôi tìm hiểu trước rồi mà. Arum, cô nàng này, với vẻ gợi cảm của cô nàng này thì có thể gọi là chị đại mới của Lincolnbike anh em ơi. Tin chắc rằng Arum sớm thay thế cái khả năng vượt trội của cấu rỉa từ Gidu, khả năng khống chế từ Alistair, gần như là ưu việt và hoàn hảo hơn các vị tướng đó rất nhiều. Đó là lý do vì sao mà Arum ra mắt chúng ta anh em ơi. Anh em có muốn nhận free như tôi không? Nếu muốn nhận thì cố gắng làm YouTube nhé. Nhất định anh em sẽ có cơ hội nhận được giống như tôi và các YouTuber khác ở Liên Quân. Ok, anh em có thể nhìn sơ qua về bộ trang phục này. Nó quá đẹp anh em ơi. Chúng ta còn chần chừ gì hơn ạ? Chúng ta phải chuẩn bị thận đi ạ. Tại vì thứ 6 này chúng ta có cơ hội nhận được Arum. Và chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải đập hộp ngay vị tướng này. Kiểm chứng ngay nhé anh em ơi. Let's go. Đó, nữ vương linh thú này vượt trâu, nhưng mà trâu của nó không phải là trâu quá, tại vì đây là một vị tướng có khả năng gây sát thương anh em ơi, nên nó là trâu vừa phải mà thôi. Nhưng mà con này sống dai đừng hỏi anh em ơi. Tại sao lại có thể sống dai? Sống dai là nhờ nội tại. Mà muốn biết được nội tại của Arum là sao, chúng ta phải nâng ngay chiêu thức 1 của cô nàng này. Anh em thấy chưa, chúng ta có thể tích tối đa 3 con đầu sư tử vần quanh Arum. Đầu sư tử này để làm gì? Đó là để cho Arum gây sát thương và hồi lại lượng máu theo phần trăm cho Arum. Quá khủng khiếp anh em ơi, nhìn đi, đang hồi máu rất là bá đạo. Trời đất, wow, anh em phải chạm cái đầu sư tử này vào tướng địch nha. Nếu mà tướng địch ở ngay cạnh Arum mà đầu sư tử không chạm vào thì không bị gây sát thương đâu. Đó là lý do anh em cần phải thực sự chú ý đến vị tướng Arum này. Cô nàng này có nội tại, có khả năng hồi máu siêu nhanh, nên chúng ta có thể đánh giá nếu cô nàng Arum này xanh đầu game và có đủ trang bị có khả năng bất tử. Wow, đó là cái khả năng thú sổng của Arum anh em ơi. Với thú sổng này, khi mà anh em có một thú ấy, chúng ta chỉ có thể khả năng làm chậm sát thương mà thôi. Nhưng mà khi anh em có 3 thú, chúng ta có 2 lần làm chậm và 1 lần làm choáng. Đó là điều khủng khiếp nhất mà Arum có thể mang lại cho chúng ta. Với khả năng hồi máu siêu mạnh này, tôi tin chắc rằng rất nhiều anh em ưa thích vị tướng này. Xin báo giá cho anh em luôn, đó chính là Arum bán với giá là 18.888 vàng. Nhưng mà ở trong một tuần đầu ra mắt thì Arum được giảm xuống chỉ còn 375 quân huy mà thôi. Vì vậy anh em đừng bỏ qua cơ hội mua sớm đó đấy chưa. Khi mà Arum có 2 thú ấy thì chúng ta chỉ có 2 lần làm chậm và gây sát thương mà thôi. Nhưng mà khi Arum có 3 thú thì sao? Chúng ta cùng trải nghiệm 1 lần, 2 lần và 3 lần làm choáng ở đợt cuối, 2 lần làm chậm và 1 lần làm choáng. Cái khả năng khống chế này của Arum gọi là quá tuyệt vời rồi anh em ơi. Vậy thì chiêu cuối của Arum ra sao? Chúng ta cùng kiểm chứng ngay bây giờ để anh em biết được rằng đó chưa. Khi mà bật chiêu cuối, Arum triệu hồi được ngay 3 con sư tử và tấn công bằng chiêu 2 rất là tuyệt vời. Nhưng mà điều tôi muốn anh em chú ý đến chiêu cuối này đó chính là ăn miếng trả miếng. Tức là khi mà anh em đánh lên, đó chưa, wow, trụ đánh lên Arum thì đối tượng bị Arum khống chế bằng chiêu cuối bị giảm lượng máu tương đương. Tức là Arum phải siêu trâu anh em ơi. Anh em đừng có lên full phép cho vị tướng Arum này. Anh em phải lên trang bị tanker để mà Arum chịu sát thương thì thằng đồng đội kia của bọn chúng đều phải chịu sát thương theo. Nhưng mà ngược lại, khi mà Arum tóm phải một tanker thì sao? Nếu mà đồng đội đánh vị tướng kia, Arum lại phải chịu sát thương theo. Chính vậy khi mà sử dụng chiêu cuối này, anh em cần phải lưu ý như sau. Arum phải có nhiều lượng máu hơn đối thủ, có thể là tấn công các vị tướng máu giấy là hợp lý nhất. Ví dụ như là bắt chúng xạ thủ đi thôi rồi lượng ơi. Xạ thủ còn làm sao mà sống được ạ? Đó là lý do vì sao mà Arum là một vị tướng cực kỳ chuộng đó chưa? Lính ở cạnh bạn thì lính không bị chịu sát thương. Chính vậy anh em cần phải hướng cái đầu sư tử khiến cho lính phải chạm vào cái điểm G kia thì mới khiến cho Arum gây sát thương và cái khả năng khống chế và hồi máu nó bá đạo ra sao rồi đúng không ạ? Combo của Arum như sau. Combo thường gặp đó chính là bật chiêu 1 tối đa, sau đấy là sử dụng chiêu 2. Đó, thấy chưa? Và đương nhiên rồi, một combo khác đó chính là anh em như thế này nhá. 3 lần chiêu 1, 1 lần chiêu 2 khống chế, sau đấy là lại tiếp tục sử dụng chiêu cuối khống chế và sau đấy lại bật chiêu 2 tấn công và khống chế và bật chiêu 1 nện tiếp thôi. Đây, tôi chỉ dẫn cho anh em
cách combo của Arum như sau. Đây là một cách combo cực kỳ truyền thống và đơn giản mà anh em cần phải biết. Đó chính là sau khi chúng ta tích được 3 điểm sức tử này. Đó, thấy chưa? Wow, hồi máu gắt chưa anh em ơi? Mắc gắt luôn. Con này hồi máu khác gì con Z-Bread vừa mới ra mắt ạ. Nó quá ghê gớm luôn. Tôi đang cảm thấy khiếp sợ với Arum. Và sử dụng chiêu 2. Đó, thấy chưa? Sau đấy là sử dụng chiêu cuối. Chúng ta được hồi lại 3 lần. Đó, mắc phê luôn. Sau đấy là sử dụng chiêu 2. Đó là combo của Arum. Đừng quên để lại một like, share video này. Và tối nay mình sẽ live stream Arum ở cái kênh phụ. Anh em đừng quên đăng ký kênh phụ để live stream của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh, vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này, để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.